là đường Lưu Nhi Học, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây còn được gọi là phố Noel, phố Trung Thu, phố Lồng Đèn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp và xử lý ảnh panorama trên Photoshop. Và tuy nhiên bây giờ thì nó trời vẫn còn sáng và đèn chưa lên, tất cả nó sẽ không được đẹp. Nên mình sẽ tranh thủ thời gian mình đi chụp trước ha. Rồi sau đó khi nào đèn lên rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Lại nói thêm về panorama, đơn thuần đó là hai bức ảnh trở lên được ghép chung lại với nhau. Ở đây những cái bức ảnh đó được chụp theo một dạng ngang liên tiếp ở trong một khung cảnh, sẽ ghép lại những bức ảnh đó lại để tạo thành một khung cảnh chung, tạo thành một bức ảnh chung với độ dài rất là lớn. Nếu đơn thuần các bạn chỉ sử dụng một cái máy ảnh đơn thuần thông thường và không có cái lens chuyên dụng như lens fisheye có độ rộng rất là lớn thì sẽ khó lòng mà có thể chụp được cái bức ảnh có độ rộng vượt ngoài giới hạn. Thì ở đây mình chỉ sử dụng một cái máy ảnh rất là bình thường, các bạn có thể sử dụng thử với cái máy ảnh du lịch của các bạn chẳng hạn. Thêm một số vấn đề về địa điểm, có thể chúng ta sẽ phải sử dụng tìm những cái địa điểm nó hoang đãng, ít vật thể di chuyển. Thì khi đó chúng ta chụp nó sẽ trong một khoảng thời gian nó sẽ đỡ bị tạo ra những cái vật thể nó không mong muốn xuất hiện trong bức ảnh chúng ta. Trong những bức ảnh mà lại tự nhiên có một cái vật thể lạ xuất hiện trong một tấm, nó sẽ tạo ra cái nét không cần thiết. Đứng hoặc ngang tùy các bạn, nhưng mà theo mình thì nên chọn chụp đứng để chúng ta có cái nhiều chi tiết nhất có thể. Thì các bạn chụp, các bạn sẽ để nguyên thông số, bắt đầu lia. Ví dụ ở đây mình sẽ chụp khoảng 5 tới 10 tấm, càng nặng càng nhiều thì nó sẽ càng nặng và máy sẽ càng xử lý lâu. Bình thông thường chúng ta chỉ sử dụng khoảng 5 tới 6 tấm thôi. Thì khi chúng ta chụp, đưa máy lên, chụp một cái, check qua, chụp cái nữa, thì chúng ta sẽ phải căn thế nào để bức ảnh thứ nhất và bức ảnh liền sau đấy có cái độ trùng nhau khoảng 1/3 tấm ảnh, thì chúng ta lên máy xử lý sẽ đơn giản hơn. Thì đó, sau khi chụp, hồi nãy mình đã chụp rồi, và sau khi chụp thì chúng ta sẽ phải xử lý trên Photoshop để có thể kết nối lại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trên Photoshop. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chụp nhanh để có một cái swap để chúng ta xử lý. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xử lý. Mình vừa import những cái ảnh mà mình đã chụp trước đó vào Lightroom. Và đây là 9 tấm hình mà mình sẽ sử dụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Thì ở đây có cái này, mình sẽ xử lý Photoshop riêng cái này thì nó dễ hơn, sạch hơn đây ha. 9 tấm hình các bạn có thể trực tiếp làm bằng file RAW. Tuy nhiên theo mình thì cái file RAW mà 9 bức hình thì nó sẽ rất là nặng và làm cho cái máy của các bạn rất chậm và có nguy cơ là đứng và mất hình, nói chung là bị dừng lại cái quá trình đang làm, bị dừng lại nó sẽ bị gây lỗi, mất công gây lỗi vào trong cái hình gốc thì nó rất là phiền phức. Thì nếu như máy của các bạn thật sự mạnh thì các bạn có thể làm trực tiếp trên file RAW bằng cách là chọn 9 tấm hình này, một chuỗi này, click chuột phải, edit in và chọn Mac to panorama in Photoshop. Và nếu
nếu máy của bạn đã có sẵn Photoshop thì nó sẽ vào các thao tác tiếp theo. Tuy nhiên là ở đây máy mình chậm, mình sẽ laptop cho nên là mình sẽ export nó ra thành JPEG, sau đó mình xử lý. Click chuột phải nha, chọn 9 tấm hình này, click chuột phải, export nơi lưu nè. Phía dưới này mình sẽ để full size với color space là RGB. Về cái color space này mình sẽ tạo một cái tool riêng để nói về cái vấn đề này, là lý do tại sao mà hình làm trên máy nó một kiểu mà khi mà up lên Facebook nó lại bị nhạt hơn đó. Thì ở đó mình sẽ giới thiệu về nó sau. Còn cái resolution các bạn có thể để 300, tuy nhiên mình đây mình hạn chế thôi, để 150 thôi cho nó nhanh. Sau đó các bạn bấm export ha. Ở đây mình đã export sẵn vào trong này, đây có 9 tấm hình đã được export và hình này mình cũng đã xử lý xóa cái vật thể cái đầu của cái xe này mình đã xóa rồi. Thì bắt đầu các bạn sẽ bật lên bằng Photoshop. Đầu tiên để file trống chưa có gì cả, các bạn vào file Automate và chọn Photo Mesh có thể hiểu đơn giản là nó sẽ nối liền các bức hình của các bạn lại. Click vào chọn. Sau đó nó sẽ hiện ra cái cửa sổ này. Các bạn để auto ha. Ở đây có nhiều kiểu ghép cho các bạn. Ví dụ như các bạn chụp ngang nè, chạy ngang, xếp tùy ý, rồi các kiểu bo tròn, các kiểu đó. Nhưng mà ở đây mình sử dụng auto bởi vì mình cái lúc chụp mình đã cầm máy và xoay tròn, xoay quay ngang người để chụp theo cái chiều rộng. Nên mình sẽ để auto và máy nó sẽ tự động căn chỉnh lại những cái viền và làm nốt các công việc khác lại cho mình. Mình chỉ có chờ thôi. Rồi các bạn sẽ chọn vào Browse và chọn 9 tấm hình hồi nãy. 9 tấm hình đã được xử lý ha. 9 tấm hình này được chọn chụp với cùng thông số, cùng một điểm lấy nét. 9 tấm hình theo tên thứ tự sắp sẵn. Các bạn có thể để nguyên như thế này rồi Photoshop sẽ tự xử lý. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ check vào Blend Image Together. Những cái này nó sẽ giúp cho các hình của các bạn, ví dụ các bạn có làm lệch đi, các bạn có sử dụng cái máy mà nó không có thể không thể nào mà chúng ta tác động tới thông số được, thì sẽ có chụp 9 tấm hình, có thể trong đó sẽ có 3 tấm hình nó bị sáng hơn hoặc là tối hơn chẳng hạn. Thì các bạn check vào đây thì nó sẽ tự động mà làm cho cái bức hình của các bạn nó đều màu và nó phù hợp với nhau hơn. Cái tiếp theo đó là Vignette Removal. Các bạn click vào thì nó sẽ xóa những cái viền tối bao quanh cái bức ảnh của các bạn. Cái viền ở bốn góc đó, bởi vì có một số len, đây là một cái lỗi của cái len. Và các bạn click đây nó sẽ sửa lỗi. Tuy nhiên là mình đã sửa lỗi sẵn ở trong Lightroom rồi, nên mình sẽ không cần phải check. Cái mình check là Blend Image Together. Ok ha, sau khi đã chọn xong, các bạn click OK. Và tới bước này các bạn chỉ có việc chọn, công việc duy nhất là ngồi chờ cho cái Photoshop của các bạn nó làm việc. Đừng đụng gì hết nha, bởi vì nếu như cái ảnh của bạn nó lớn hoặc các bạn chạy trên file RAW chẳng hạn, nó sẽ tốn thời gian rất là nhiều. Như mình cũng đã nói thì khi mà chúng ta chụp cái thể loại panorama này á, thì nó sẽ có được rất là nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là các bạn sẽ chụp được một cái bức ảnh có độ rộng rất là lớn, mà trong khi các bạn không có được cái lens nó thật sự rộng. Ví dụ như ở những 9 bức hình này thì mình chỉ sử dụng một lens kit rẻ tiền của Nikon, và nó cũng có thể cho một cái bức ảnh rất là tuyệt vời và có độ phân giải rất là lớn, bởi vì cái độ phân giải lớn đó cũng chính là cái ưu điểm thứ hai. Bởi vì một cái máy của mình, ví dụ máy của mình đi, Nikon D5001, thì nó sẽ chỉ cho bức ảnh có độ rộng 4000 x 3000, khoảng tầm đó mình không nhớ rõ, nhưng nó khoảng 4000 x 3000. Thì khi các bạn ghép lại, ví dụ ở đây 9 tấm hình đi, ghép lại thì nó sẽ thành ra là 3 x 9 = 27, nhưng mà trừ đi 1/3 trùng nhau thì nó sẽ chỉ còn khoảng 2, thì nó sẽ 2 x 9 = 18. Rồi lồng ghép này nó lại thì nó sẽ giảm đi.
Tuy nhiên là nó sẽ vẫn có khoảng chênh lệch khoảng từ 10 nhân 4, tức là khoảng 10.000 nhân 4.000 pixel, một cái độ phân giải rất là lớn. Các bạn có thể in ra cái thứ bao nhiêu cũng được. Các bạn có thể sử dụng cái chiêu này để áp dụng cho những cái trường hợp mà các bạn không có một máy ảnh full frame. Các bạn có thể chụp vào, có thể chụp khoảng cỡ 3 tấm thôi, thì nó sẽ ghép lại, nó sẽ giống như là một cái máy ảnh full frame vậy. Nhiều lúc nó còn hơn cả full frame nữa. Đó, thì đó là những cái lợi mà chúng ta sử dụng trong panorama. Rồi, đây chính là bức ảnh mà máy nó vừa chạy xong. Như vậy thì thấy có 9 tấm hình JPEG mà nó chạy rất là tốn thời gian rồi. Nên là chúng ta nên cân nhắc cái việc là thao tác ngay trên RAW ha. Thật sự cần thì hãy làm, còn không thì cứ xuất ra JPEG để đang làm. Rồi sau khi ghép xong, các bạn để ý nó sẽ hơi có cái đường nứt, nhưng mà không sao. Thì chúng ta zoom lên, hoặc là khi chúng ta xuất hình, lưu hình lại thì nó sẽ mất đi, không có vấn đề gì. Ở đây nó sẽ xuất hiện những cái phần này, những cái phần mà máy tính đã ghép sẵn chúng ta. Thông minh phết ha. Đây đó, những cái vật đó. Rồi, ở đây có thể cho nó nhanh hơn, các bạn có thể mẹt nó lại, Ctrl Shift E, nó sẽ gom hết lại. Các bạn thấy cái đường nét hồi nãy nó mất hết rồi. Rồi, công việc tiếp theo là crop đi. Bởi vì trong cái quá trình mà nó lắp ghép lại thì nó sẽ bẻ cong các kiểu để khi mà nó lắp lại nó phù hợp máy tính đã làm. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc crop đi những cái phần chúng ta muốn giữ. Đó, như mình đã lấy đây, click OK, Enter ha. Rồi đây các bạn chỉ việc dọn dẹp bớt những cái rác đi thôi. Như mình sẽ dọn rác đi. Làm hơi ẩu tí xíu ha. Các bạn sẽ chỉ việc là xóa đi những cái vùng mà chúng ta không cần thiết. Cũng như là trong những cái bức ảnh nó có tính đông đúc thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ dư thừa ra những cái rác hoặc là những chi tiết chúng ta không đụng tới. Ví dụ như cái xe hồi nãy chẳng hạn, mình đã xử lý trước. Nhưng mà nếu chưa xử lý, các bạn có thể xử lý ngay trong quá trình này cũng được. Rồi, tải ẩu với đi. Chưa. Rồi xong, đó là cái bức ảnh panorama. Rồi, lưu lại thôi. Sau khi đã xử lý xong thì các bạn có thể thấy chiêm ngưỡng thành quả của mình thôi. Nếu mà các bạn có máy, các bạn có thể tự đi hoặc là sử dụng stock của mình sẽ up ngay phía dưới trong khoảng 2 tuần sau khi post cái clip này. Và đơn giản vậy thôi, chúc các bạn may mắn và gặp tạo ra được nhiều sản phẩm tốt. Bây giờ mình đi chụp tiếp đây. Nhớ like và subscribe giúp mình nha, ngay phía dưới này. Cảm ơn.